Ngày hôm nay chúng ta có bóng chuyền bảy nụ rất đơn giản. Những quả bóng sẽ là những quả bóng bơm hơi rất là nhẹ. Mỗi đội sẽ có một sợi dây kết nối, có hai hiệp chơi và mỗi hiệp 3 phút. Đội nào mang về tỷ số cao hơn thì là đội chiến thắng. Ôi bên kia cao cao không mà. Thôi đi. Bóng chuyền đời thật là cao để nhảy lên đập. Này đâu cần đập. Cái này người ta cần trí tuệ. Bên kia người ta vừa cao vừa trí tuệ đó anh Lực. Bên này không có gì để mất thì mình cứ chơi xả cửa. Xin hỏi là sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Có ai chưa biết về luật bóng chuyền không ạ? Dạ, Lan Ngọc không biết. Lan Ngọc nói là anh ơi anh, bóng chuyền có phải là mỗi đội 11 người không? Rồi sao chia? Tôi nói đúng, mỗi đội 11 người. Đó, bóng chuyền. Anh ơi, anh nói giỡn với anh vậy thôi. Rồi bóng chuyền chuyên nghiệp là mấy người nè? 5 người. 5 người. Rồi chơi đi ha. Chúng ta có luật là ít nhất là 1 bát và nhiều nhất là 3 bát nha, là 3 lần chạm bóng đó. Đúng rồi. Dĩ nhiên là mỗi thành viên không được liên tiếp về lần chạm bóng. Rồi, quả tôi sẽ giành quyền giao bóng. 1, 2, 3. Đó hay lắm Thư. Hãy cho xỉu. Trời ơi. Lợi thế. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. Lên. Vinh ơi, đơn giản quá mà Vinh nè. Mạnh lên Vinh. Đó, 0-1. Kèo này thấy ẩn gạch rồi. Khoan. Bên đi thắng, bên đi. À đúng rồi, giao lại. Đây, trời ơi, dễ ôm à. Đây anh Luật. Coi là thôi, đừng. Đâu ấy là xuất biến nè. Dễ mà, ba cái này, trời ơi, tôi là dân bóng chuyền, rồi chưa? Rồi, bóng chuyền sao? Hai. Trời ơi, đừng có giỡn. Thấy chưa, tôi dân bóng chuyền thêm vào. Quê. 2-0. Rồi chưa? Vô. 2-0. Góc nó trống kìa. Quất đi. Rồi. Ủa anh chân bóng chuyền kỳ vậy? Tôi tính bỏ đó. Cái góc nó trống đó. Rồi, tỷ số hiện tại là 1-2. Chạy lên á. Lên. Hồi nãy ra ngoài mất tiêu rồi đó. Thì em đỡ chị ra ngoài. Trời ơi anh Luật hay quá anh Luật ơi. Trời ơi thiệt chứ. Một mình tôi cân hết cả cái team này. 3-1. Ở trong bóng chuyền là có mấy cái thủ thuật của em hãy lên học nha nè. Cái gì? Là cái gì vậy? Đó là chiến thuật. Chiến thuật cái gì? 1, 2, 3. Bốn bát rồi. Dừng lại. Chị Lê Khánh hồi nãy đánh một lần hai cái liên tiếp. Giờ chị thua nữa hả? 4-1. Ủa sao thua nhiều vậy? 4-1 rồi đó. Trời ơi, cái bóng rổ vậy. Trời ơi, hay quá Luật ơi. Lưới rồi. Lưới không được. Thôi, bỏ cái lưới đi. Anh nói chưa qua mà anh cho hợp như vậy. Tỷ số hiện tại là 5-1. Cái đầu của chân bắt vậy. 5-1 không chấp thương rồi. Chỉ coi là bắt vào mũi đồng đội tôi. Phạt đi. Đó là tuyệt chiêu bên em. Anh Luật ơi, cái đó là phải dùng sự thông minh. Là sự thông minh thì đội em có 6-1. Nghi về đội chiến lược giao bóng. Ủa sao thắng nhiều vậy? Không thả nè, coi cái dáng anh Luật nè, đó. Trời đất ơi. Từ từ không xa đâu mọi người, khoảng cách nó được rút ngắn rất nhiều rồi. Kẹo tên nãy giờ. Bức tài này làm sao qua đây? Ê tôi đưa lên quên đây. Không qua đâu. Từ từ dịch. Ba cái lần ba.
6. Quên. Anh Lực, anh để cho tụi em với. Thôi à, để em phụ anh. Anh Lực dành chơi không à? Đúng rồi, để tụi em phụ anh cho. Ủa gì vậy? Chưa qua lúa. Đây. Ủa gì nữa? 7-3. Tôi cho bên kia một cơ hội. Tôi giao người giỏi nhất bên tôi phát bóng. Lan Ngọc. Bất tài phát bóng. Vô dụng. Bây giờ, vô dụng sao? Vô dụng đang đứng cười. Cầu thủ bất tài bên tôi sẽ phát bóng. Làm sao? Chân dậm cái. Phát. Mời vô dụng á. 7-4 tại mất nhiệm. Ê mà 4-7. Không qua lưới. Trời ơi. Ủa như vậy là đội nào cũng có bất tài. Mỗi đội có một bất tài riêng. Không phải, cái tay bị cán giá cho nó bị méo. Không phải, không phải, do trái bóng. Anh đánh thôi, bất tài, để cho vô dụng đi. Do vô dụng làm đi. Vô dụng. Trời, một cặp trời sinh luôn á. Hấp lực hả? Ê, mấy đứa đứng kiểu này là xiết anh á. Trời ơi, sao mà dướng cái thế này, làm sao mà phát bóng. À, nè, khoan, chỉ nè. Nè. Ok anh. Trời, đừng có giọng ngược lên nha, chị đừng có giọng ngược lên nha. Ok. Đáng không? Chị vô dụng thiệt luôn á. Không phải, tại vì em cũng cắn giá luôn. Thôi chị không giao nữa đâu. Nhìn giao đi. Chết với tôi, chạy không kịp đâu nha. Tôi bỏ nhỏ. Năm chín. Rồi được rồi, không thả nữa. Yeah. Mạnh nó cũng quẹo. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gánh thêm. Hết hiệp 1.